Tại trường trung học cơ sở Trường Sa, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Con Tum tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật gắn với các hoạt động STEM dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2023-2024. Cuộc thi có 92 sản phẩm của các nhóm học sinh đến từ 19 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều đề tài, ý tưởng sáng tạo được đầu tư chất lượng, bảo đảm tính khoa học sáng tạo thẩm mỹ, có khả năng ứng dụng vào thực tế cao các em học sinh tham gia thuyết trình tự tin, vận dụng kiến thức thực tế, am hiểu khoa học, giải thích vấn đề rõ ràng. Cuộc thi là dịp để các em học sinh thỏa mãn đam mê nghiên cứu khoa học sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.